Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7 tháng 1 đã lần đầu tiên thừa nhận rằng ông Joe Biden sẽ là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, một ngày sau khi những người ủng hộ ông Trump xông vào điện Capitol khi Quốc hội đang họp kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố ai được bầu làm tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ mới. Trong phát biểu mới nhất được công bố vào tối ngày 7 tháng 1, Tổng thống Trump lên án bạo lực xảy ra vào ngày 6 tháng 1, cho rằng những kẻ bạo loạn đã làm ô uế nền dân chủ Mỹ, và cho biết trọng tâm của ông bây giờ sẽ chuyển sang đảm bảo một quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ. I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, tôi muốn bắt đầu bằng việc lên án sự tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Như tất cả mọi người dân Mỹ, tôi phẫn nộ vì bạo lực, sự lộn xộn và vô luật pháp. Tôi đã lập tức điều động vệ binh quốc gia và cơ quan thực thi pháp luật liên bang để bảo vệ tòa nhà và trục xuất những kẻ xâm nhập. Nước Mỹ luôn phải là một quốc gia của pháp luật và trật tự. Những người biểu tình tràn vào điện Capitol đã làm ô uế nền dân chủ Mỹ. Đối với những người tham gia vào các hành động bạo lực và phá hoại, các bạn không đại diện cho đất nước của chúng tôi. Và đối với những người đã phạm luật, bạn sẽ phải trả giá. Hiện Quốc hội đã xác nhận kết quả và chính quyền mới sẽ được tuyên thệ vào ngày 20 tháng 1. Trọng tâm của tôi giờ sẽ tập trung vào việc đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ, có trật tự và liền mạch. Khoảnh khắc này kêu gọi sự hàn gắn và hòa giải. My campaign vigorously pursued every legal avenue to contest the election results. My only goal was to ensure the integrity of the vote. Tuyên bố này là một sự đảo ngược hoàn toàn của ông Trump, người suốt nhiều tháng liên tục khẳng định mình thắng thế, nhưng cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 đã có gian lận, mặc dù ông không đưa ra được bằng chứng. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi các đảng viên Đảng Dân Chủ hàng đầu kêu gọi phế truất ông sau cuộc tấn công hôm thứ Tư.